đã từng có người nói qua. Có một loại lông cừu là kẹo dẻo rất cao cấp, tên là cừu kẹo dẻo, có một loại cây có thân được làm từ sô-cô-la và được gọi là cây sô-cô-la. Ngày nay là thời đại của ẩm thực là thời gian để khám phá và khám phá những món ngon chưa biết. Chương 1 Mỹ thực thời đại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Địa vương Long Tương bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Đệ tam chương chiến đấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Thứ chương bốn bắt được địa vương Long Tương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05. Mỹ thực sẽ đến tập, kích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Một con rồng chạy đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Kết thúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Nhấm nháp địa vương Long Tương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Tu hành rèn luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bắt được sấm sét hạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.